Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 161, tin tức. Trông muội hồng hào hơn trước, Châu Lang Huyên nhìn Lâm Di cười, đồ ăn ở quận Vương phủ nhất định rất tốt. Trong phòng không còn ai khác, hai người có thể nói chuyện không cần kiêng kỳ. Lâm Di bật cười, Vậy còn tỷ, nếu gầy thì là do đồ ăn ở tề ra không ngon ư? Ánh mắt châu lang huyên tinh nghịch, nếu là thể thì đơn giản, chỉ cần mang theo một đầu bếp liền giải quyết được hết ngay. Hai người đang cười đùa thì châu đại tiểu thư và quách thị bước vào. Ai có thể đến giúp đỡ trước hôm cưới đều là bằng hữu chi kỳ của châu gia cả, cho nên mọi người cũng không khách sáo với nhau. Châu lang huyên kéo lâm di vào buồng trong thủy phục cưới, ở ngoài châu đại tiểu thư cười nói tiểu muội nhà ta bị tính trầm mặc ít nói của tề nhị lang dọa sợ. Nhà quốc cửu không thích trèo cao, cưới hay gà đều chọn người gia cảnh tương đương. Châu lang Huyên hoàn toàn có khả năng gà cao, song quốc cửu ra lại vừa ý phẩm hạnh của thám hoa lang. Nhà chồng châu đại tiểu thư cũng là thế gia danh môn, tính tình phu quân nàng ấy cũng tương tự tề nhị lang, đều không phải dạng miệng lưỡi đao to búa lớn. Châu Đại Tiểu Thư nhờ phu quân kết giao với Tề Nhị Lang để tìm hiểu. Chỉ qua một hai bạn đã biết phẩm hạnh của Tề Nhị Lang thật sự giống như bên ngoài đồn đại. Châu Đại Tiểu Thư bèn khuyên nhủ muội muội mình, bề ngoài lãnh đạm chưa chắc đã khó thân cận. Ngược lại ngoài nhìn dễ gần thì trong chưa hẳn đã vậy, hai vợ chồng ở với nhau lâu dài, lấy người tâm tự thẳng thắn cuộc sống sẽ đơn giản hơn, chỉ cần dụng tâm một chút là vợ chồng có thể hòa thuận rồi lúc đó châu lạng huyện đỏ mặt không nói gì nhưng lại âm thầm ghi nhớ những lời này quách thị cũng cười cười hùa theo người không thích nói chuyện chưa hẳn sẽ khó chung đụng cha mẹ chồng đều là người dễ tính chị em dâu cũng vậy nhị tiểu thư có tri thức lại hiểu lễ nghĩa tề ra mừng còn không kịp sao dám làm khó dễ chứ châu đại tiểu thư nói nói đúng lắm mấy ngày trước muội muội không khỏe tề nhị thái thái còn đến thăm tiểu thư tề ra càng không cần phải nói thường thư từ với muội ấy vô cùng hợp ý châu đại tiểu thư thật sự rất khâm phục sự quyết đoán của tổ phụ mình trước đó tổ phụ luôn không can dự vào chuyện cưới gả của muội muội nhưng về sau nghe nhắc tới tề nhị lang tổ phụ lại tỏ thái độ ngay tiếng nói của hai người truyền vào buồng trong châu lang huyên ngẩng đầu liếc lâm di hai người bèn nhìn nhau cười châu lang huyên nhỏ giọng nói bọn họ đang tốt khoe xấu che thôi lâm di khẽ cười nhưng cũng có lý lắm mà tề ngũ tiểu thư vẫn chưa xuất giá sau khi tỉ gả sang ít ra cũng có người ở bên cạnh giúp đỡ tỉ còn lo lắng gì nữa hy phục rất vừa người châu lang huyên cởi ra để nha hoàn mang đi là phẳng rồi cùng lâm di ra ngoài nhìn thấy muội muội châu đại tiểu thư cầm quạt đứng dậy thế nào có vừa ý không câu hỏi hàm chứa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này lập tức khiến châu lang huyên đỏ mặt mọi người còn đang cười trêu châu lạng huyên thì quế nhi bước vào thưa nãi nãi và tam tiểu thư bên thân ra đến đưa chuông đính váy cho tiểu thư vợ của tể đại cang chuông đánh vảy vạt váy của tân nương thường được đính thêm chuông khi đi lại sẽ phát ra âm thanh réo rất rất vui tai lầm gì đã lâu không gặp tề tam tiểu thư không ngờ lại được gặp ở đây châu gia đón đại nãi nãi tề gia và tề tam tiểu thư vào nhà Vừa bước vào tề tam tiểu thư đã nhìn thấy Lâm Di bên cạnh Châu Lạng Huyên ngay. Lần trước gặp mặt bọn họ vẫn còn là tiểu thư chưa xuất giá, bây giờ đều đã gả làm vợ người khác hết rồi. Không rõ có phải vì cách suy nghĩ giống nhau hay không mà hôm nay bọn họ đều trải kiểu tóc mái đào tầm, mặc áo gấm hồng phối với váy trắng, chỉ khác ở chỗ áo của Lâm Di là màu hồng đào tươi tắn hơn, và bên hông đeo thêm túi hương màu xanh lục điểm xuyến bằng dây tua rua băng tơ vàng sen kẽ chuỗi ngọc. Đối với thân phận của Lâm Di mà nói, ăn mặc như vậy thoạt nhìn không có gì quá hút mắt, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ, nhất là đôi mắt sáng hơn người khác của nàng. Bạn cũ mặc trang phục lạ lẫm nhưng vẫn mang cảm giác thân thiết quen thuộc, tề tam tiểu thư tiến lên hành lễ với Lâm Di. Lâm Di cười đáp lễ, đã lâu không gặp tỷ tỷ. Nãy nãy nhà họ tề tặng chuông xong thì đi nói chuyện với người nhà châu gia để Lâm Di và Tề Tam Tiểu Thư ở lại với Châu Lạng Huyên. Tề Tam Tiểu Thư hỏi Lâm Di, ngày mai muội tới đưa Lang Huyên lên kiều. Châu Lang Huyên ngượng ngùng củi đầu, hồi lâu sau mới ngước lên. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Di, nàng bất giác cảm thấy, so với lúc hai người mới quen biết, Trần Lục Tiểu Thư xinh đẹp hơn nhiều. Trên búi tóc đen nhánh cài một cây châm khảm ngọc trai phương nam hình hồ điệp vườn hoa, chuỗi hoa tường vi cần bảo thạch vòng ngang tóc mái, làm nổi bật ngũ quan tinh xào như được mài rũa. Yên tâm, tề tam tiểu thư nắm tay châu lang huyên, ta đã dặn dò muội muội rồi. Ngày mai chắc chắn con bé sẽ tới rất sớm để gặp tân tẩu tẩu, có người trò chuyện tẩu sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn. Châu lang huyên càng thêm lúng túng, đứng dậy ngay, vừa giận vừa thẹn, không nói chuyện với hai người nữa đâu. Dứt lời nàng bỏ vào buồng trong không lâu sau từ buồng trong cũng vọng ra tiếng cười trêu ghẹo. Có hai nhà hợp lực thúc đẩy, hôn lễ quả nhiên vui vẻ hơn nhiều. Tề Tam tiểu thư kéo tay Lâm Di, đang tính chờ muội qua tân hôn thì gửi thư mời muội sang chơi đấy. Chỉ là gần đây trong nhà bận bịu chuẩn bị hôn lễ cho ca ca, mà bên nhà chồng ta lại. Nàng dâu mới ở nhà chồng làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nào có thể tự do theo ý mình lâm di cười nói ta cũng vậy qua năm nay sẽ đỡ hơn tề tam tiểu thư nhìn trái phải một chút rồi mím môi trịnh trọng nói thật ra có một chuyện ta phải nói cho muội biết nếu không gặp muội ở đây ta vốn cũng định đến quận vương phủ tìm muội rốt cuộc là chuyện gì ca ca ta tề tam tiểu thư mới mở lời bên ngoài bỗng vọng vào liên tiếp mấy chàng cười ta đã nói lăng huyên là người có phúc mà cúc trước ta đâu có được đồ cưới đẹp đẽ như vậy đều là lão tổ tông nhà ta ban cho hết châu đại tiểu thư vừa nói vừa cùng quách thị và nãi nãi tề ra vén rèm bước vào quách thị đi đầu tiên nhìn thấy lâm di và tề tam tiểu thư nói chuyện cũng không ngạc nhiên chỉ có châu đại tiểu thư là cười hỏi hai người đang thầm thì to nhỏ cái gì đấy lâm di thản nhiên che miệng cười còn tề tam tiểu thư chập lưỡi lang huyên thật cả sao lại mắc cỡ trốn vào phòng như thế chứ Hai người phối hợp rất ăn ý, cho nên chẳng ai nhìn ra chỗ khác thường nào. Người mới cưới gặp nhau đương nhiên có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Sáng mai Châu gia còn phải chuẩn bị tiệc sớm, mọi người chỉ ngồi nói thêm một lát bèn cáo từ ra về. Châu Lang Huyên đưa Lâm Di và Tề Tam tiểu thư đến tận cửa rồi dặn dò Lâm Di, ngày mai không cần đến quá sớm đâu, kẻo bị nhiễm sương lại cảm lạnh. Lâm Di nắm tay Châu Lang Huyên, yên tâm đi không sao đâu. Tiện khách xong, Châu Lang Huyên trở về phòng nghỉ ngơi. Quê Nhi cầm đầu hoa quế đến trải tóc cho nàng, xem ra khang quận Vương Phi và tề tam tiểu thư rất thân với nhau. Châu Lang Huyên gật đầu, lúc khang quận Vương Phi mới từ Phúc Ninh chuyển vào kinh, hai vị tiểu thư tề ra chính là bằng hữu đầu tiên. Thảo nào, túi hương trên người tề tam tiểu thư và cái trên người quận Vương Phi nôm tương tự nhau, đều dùng kỹ thuật thiêu hoa rất đặc biệt quế nhi cười nói vừa rồi nô tỳ nghe chu nhị thái thái nói với đại tiểu thư sau khi tiểu thư gả sang đó chị chồng em dâu nhất định hòa hợp lãm tề tam tiểu thư thẳng thắn tề ngũ tiểu thư dịu dàng ở giữa còn có khang quận vương phi quế nhi hơi dừng tay không biết giữa tiểu thư và khang quận vương phi mấy vị tiểu thư tề ra tốt với ai hơn nhi châu lang huyện đặt sách trong tay xuống nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này sau khi ra khỏi châu gia, tề tam tiểu thư bảo hạ nhân đánh xe dừng xe lại rồi chuyển sang ngồi xe ngựa của Lâm đi. Hai người ngồi ngay ngắn xong, phu xe mới cho xe tiếp tục lăn bánh. Cà, cà ta ở Hàn Lâm viện nghe được một tin, nhà họ nhân biên soạn một quyền sách gì đó liên quan đến thất bại của thủy quân Phúc Kiến năm xưa, có lẽ nội dung sách. Nghịch ý thánh thưởng, cho nên nhà họ bị quan viên Phúc Ninh dâng tấu tố, tố cáo. Tìm Lâm Di bỗng lạnh buốt, Tề tam tiểu thư nói tiếp, ca ca ta cảm thấy. Quận vương gia là võ tướng, hẳn sẽ không nhanh chóng nắm được tin về mấy vấn đề này. Đúng lúc ta có mặt ở nhà, cho nên huynh ấy bảo ta báo với muội một tiếng, để hai người biết mà chuẩn bị trước. Triều đình mới có ý định gây dựng lại thủy quân, vẫn chưa thống nhất mà đã xảy ra chuyện này. Theo kinh nghiệm, nếu chọc giận thánh thượng, rất có thể toàn bộ nhân gia đều bị giáng tội nhân ngữ thu tiên sinh vẫn chưa xuất giá, đương nhiên sẽ bị liên lụy theo. Nghĩ đến đó, mí mắt lâm di máy liên tục, quan hệ giữa chu thập cửu và nhân gia cũng không hời hợt tầm thường, chu thập cửu lại can dự khá nhiều vào chính sự của phúc kiến. Lâm di nhìn tề tam tiểu thư đầy cảm kích, tôi ta sẽ chuyển lời cho quận vương gia, để quận vương gia nghĩ cách hỏi thăm xem rốt cuộc là thế nào. Tề tam tiểu thư chớp chớp mắt, muốn nói ra ý của ca ca nhưng cuối cùng vẫn đảo lại thành lời của mình, phải cẩn thận, mấy chuyện có bút tích lưu trữ rất khó nói, muội đừng để bị liên lụy. Có văn tự làm chứng, phạm vi hoạch tội rộng hơn bất kỳ chứng cớ nào khác, bằng hữu hay thầy trò đều khó có khả năng tránh khỏi tai kiếp. Chờ đến một chỗ vắng vẻ, Lâm gì mới tiễn tề tam tiểu thư trở về xe ngựa của mình, sau đó hai chiếc xe phân ngả mà đi. Trở lại phủ khang quận vương, chu nhị thái thái quách thị đã trở ở của thủy hoa nhìn thấy lâm di bình yên quay lại thì thở phào chớp mắt mà đã không thấy bóng dáng muội đâu lâm di cười chỉ số son phấn quất hồng cầm trong tay đi nửa đường ta chợt nhớ ra muốn mua hộp phấn cho nên mới quay lại lượn một vòng dứt lời nàng bảo quất hồng lấy một hộp đưa cho quách thị lâm di cùng quách thị tới tam tiến viện chào chu lão phu nhân sau đó quách thị ở lại phụng dưỡng còn lâm di trở về viện mình nghỉ ngơi nàng nhìn quyền sổ ghi chép các bài thuốc trong tay mình trùng hợp thật hai ngày qua nàng hay nghĩ tới nhân ngữ thu tiên sinh không biết tiên sinh bây giờ thế nào càng nghĩ nàng càng thấy bất an cũng chẳng rõ rốt cuộc nghiêm trọng tới mức nào bất tuân ý bên trên có thể là tội lớn mà cũng có thể là tội nhỏ tổ mẫu từng nói cúc trước trần gia bị thu tước bất tuân ý trên chính là một trong số tội danh liên quan tới thủy quân Phúc Kiến. Đây là chính sự, nàng không biết nhiều cắm, mà Chu Thập Cửu cũng chưa từng nhắc tới. Chuyện tại tới quá đột ngột, nàng thật sự không biết nên suy tính theo hướng nào, đành chờ Chu Thập Cửu hồi phủ rồi hỏi thăm vậy. Lâm Di đang còn nghĩ ngợi thì cùng Mama bước vào, đã để Trần Hán đưa tin cho quận Vương ra rồi à? Chương 162, Bản tính Chờ đợi luôn là khoảng thời dành khiên người ta đứng ngồi không yên nhất lâm di bảo nữ đầu bếp làm mấy đĩa bánh ngọt lại cùng quất hồng chọn chỉ thuê một hồi sau mới chờ được trần hán trở về bẩm báo rằng đã đưa tin cho chu thập cừu lâm di khẽ gật đầu không bao lâu sau thì hoành ca đến tìm nàng hôm nay trần lâm hoành đến để đưa nàng các loại thức nhắm của phúc kiến cậu đặt từng bình xuống bàn mẹ sai ta mang tới đều là mấy thứ muội thích ăn cả lâm di thích thức nhằm tầm ướp gia vị chẳng qua bình thường nàng lười làm nên toàn đẩy cho tiểu tiêu thị làm hồ. Về mặt này khẩu vị của hai huynh muội ho không giống nhau, nhưng cách hành xử thì lại giống hệt, mắt luôn nhìn chằm chằm mấy chậu dư hình tương, hễ thấy bình sắp cạn đáy là liền tìm đủ mọi cách nhắc khéo tiểu tiêu thị làm thêm. Cách trầm lâm hoành thường dùng chính là ông eo thon ăn cơm không vào, lâm gì thì trực tiếp hơn, cứ nhìn tiểu tiêu thị lon lon, đến khi bà không chịu nổi, đành phải bảo nhà bếp mua nguyên liệu rồi đích thân xuống bếp sau khi lâm di được gả đi tiểu tiêu thị lại hăng hái làm dưa muối hơn hẳn nhưng trong nhà thiếu người ăn nên ngày nào bà cũng thở dài thở ngắn trần lâm hoành không vừa mắt thể là ngay sau khi từ thư viện trở về cậu liền khoáng sạch mấy chậu dưa với bình tượng mang sang đây ban đầu tiểu tiêu thị còn sợ mấy món dân dã này khiến người chu ra chê cười nhưng nghĩ tới con gái thèm ăn cảm tính của người mẹ đã chiến thắng lý trí. Tối nay ca ca ở tại quận Vương Phủ dùng cơm đi. Lâm di giữ Trần Lâm Hoành tại. Trần Lâm Hoành cũng có ý định cho muội phu xem kết quả luyện võ mấy hôm nay của mình, cho nên lập tức gật đầu đồng ý. Lâm di bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, hai huynh muội ở trong phòng nói chuyện nhà. Đến giờ rời nha môn, chu thập cửu trở về phủ, hai nam nhân ăn cơm xong thì ra sân vận động. Trần Lâm Hoành xuất hết toàn lực, chỉ hận không thể thực hiện hết số chiêu thức mình học được mấy ngày qua. Chu thập cửu nửa thật nửa giả đánh đỡ liên tục. Thắng thua rất nhanh liền rõ, mới đó mà Trần Lâm Hoành đã đầm đìa mồ hôi, nhìn Chu thập cửu vẫn cười ung dung, tinh thần sáng láng, cậu cảm thấy vô cùng thất bại. Cuối cùng sau khi được Chu thập cửu chỉ bảo cho vài chỗ, Trần Lâm Hoành mới hài lòng ra về. Bởi vì từ lúc nhậm chức ở hộ quân doanh, Chu Thập Cửu không còn thời gian đến nhà nhạc phụ kèm cặp cho anh vợ nữa. Lâm Di Sai Nha Hoàn chuẩn bị sẵn nước tắm, đang định vào phòng nghỉ ngơi thì Tiểu Nha Hoàn lúng túng đến tìm Quất Hồng, Quất Hồng vào phòng truyền lời cho Lâm Di, "Quận vương gia bảo quận vương phi qua đó a." À. Giờ ngay cả tắm rửa vị này cũng không chịu để Nha Hoàn hay gã sai vặt hầu hạ mình. Lâm Di có chuyện muốn hỏi Chu Thập Cửu, chỉ hận sao chẳng không tắm mau cho xong thôi cho nên đành vào phòng xếp giúp đỡ. Chu thập cửu thông rong nằm tựa trong thùng tắm, hơi nước bốc lên khiến ánh mắt chàng càng thêm sáng ngời, tóc đen được búi cao cố định bằng một cây châm, vẻ phóng khoáng bao trùm lấy khuôn mặt tuấn tú cực độ, Nguyễn Nguyên, bánh đậu em làm đâu rồi? Lấy cho ta dùng với, bã đậu đúc thành khối dùng để tắm, có tác dụng như xà phòng. Ra là nhớ đồ tốt của nàng. Lâm Di cầm bánh đậu đưa tới trước mặt Chu Thập Cửu, Chu Thập Cửu không đón lấy mà mỉm cười nhìn nàng, sau lưng ta trả không tới. Đã thành thần chừng ấy thời gian, xong đến giờ nàng vẫn chưa từng nhìn kỹ dáng vẻ không mặc quần áo của Chu Thập Cửu, cho dù đối phương đang tắm thì với nàng, tấm lưng trần kia cũng quá bỏng mắt. Chu Thập Cửu cười nói, Đồng Ninh ra ngoài hỏi thăm tin tức rồi, tay chân Trần Hán vụng về, trước giờ ta lại không thích dùng nha hoàn người ta đã nói tới nước này, Lâm Di đành vén tay áo lên. Tâm tư chu thập cửu kín kẽ, vô cùng khó đoán, nhưng ở nhà vị này lại quá thẳng thắn, lần nào mở miệng cũng khiến nàng không cách nào từ chối. Lâm Di dùng khăn mềm xoa xoa miếng bánh đậu rồi bắt đầu trả lưng cho chu thập cửu, làn da màu đồng bóng loáng càng làm nổi bật hơn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Khăn đánh bã đậu nổi bung bọt, thấm ướt cả tay nàng, quá trơn nên tay nàng bất cần trượt xuống đến tận thắt lưng của chu thập cửu da rẻ ấm áp cơ thịt rắn chắc lâm di mím môi càng cẩn thận trà lau hơn như sợ sơ ý đụng phải cái gì đó hương thảo mộc từ miếng bánh đậu dần dần lan tỏa trong không khí đây là mùi hương nàng thích nhất vô cùng dễ chịu cho nên động tác tay cũng không còn quá cứng nhắc nữa trà lưng xong Lâm Di vừa định đưa khăn lại cho Chu Thập Cửu thì lại bị Chu Thập Cửu nắm lấy tay. Trong màn hơi nước bốc mù mịt, đôi mắt kia non như bóng trăng in trên mặt hồ lặng, không hề hoang mang nhìn nàng, đáy mắt như đang dần gợn sóng. Một lúc sau Chu Thập Cửu mới lên tiếng, Nguyễn Nguyên, tay áo em ướt rồi. Vừa nói chàng vừa dợ người đứng dậy định đi lấy khăn sạch lau tay cho nàng, Lâm Di theo tiềm thức xoay người sang chỗ khác. Chu thập cửu không mặc quần áo mà dáng vẻ vẫn ung dung đường hoàng như bình thường. Chàng nở nụ cười cực kỳ dịu dàng với nàng. Bao giờ Nguyễn Nguyên mới thôi thẹn thùng đây? Nghe giọng nói ôn tồn của đối phương, Lâm Di Cổ ổn định nhịp tim, quận vương ra tắm mau một chút, nước sắp lạnh rồi. Dứt lời nàng đi ra ngoài, không hề quay đầu lại. Chu thập cửu mim cười nhìn theo, dấu trong ngữ điệu đầy ẩn nhẫn kia của nàng rõ ràng là sự tức tối chỉ hận không thể há miệng cắn chàng một cái mà. Chu thập cửu tắm rửa thay quần áo xong, lúc ra ngoài thì cũng là lúc đồng ninh hỏi thăm tin tức trở về. Lâm Di ngồi bên giường đọc sách, hồi câu sau Chu thập cửu mới vào phòng, hai người trải chăn đệm rồi lên giường nằm, Chu thập cửu kéo tay Lâm Di. Hất chăn trên người nàng ra, phủ chăn của mình tên người nàng, chiếc giường với hai tấm chắn riêng biến thành một giường một chăn, vẫn chưa có tin tức. Chu thập cửu ôm Lâm Di vào công, Phúc Ninh cách kinh mấy trăm dặm, muốn có được tin tức chính xác thì phải chờ thêm một thời gian. Nhưng nếu là từ Hàn Lâm Viện nghe được, đành phải phỏng đoán ý tứ của Hoàng thượng trước vậy. Xưa nay Lâm Di không bao giờ hỏi Chu Thập Cửu về chuyện trên chiều, chỉ là lần này liên quan đến nhân ngữ thu tiên sinh, nàng sốt ruột nên không kìm được hỏi, chẳng phải chuyện Hoàng thượng muốn xây dựng thủy quân ở Phúc Kiến là rất bình thường ư cớ sao lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy? chu thập cửu mỉm cười, còn phải xem thành lập thủy quân với mục đích gì? phòng thủ biên giới hải vực không nói, nhưng chủ động thảo phạt giặc qua lại là chuyện khác. lúc trước ta và công tử nhà họ nhân từng bàn về vấn đề này, nhận ra chủ trương cấm vận, ngăn chặn thống biển, làm thế giặc qua sẽ chẳng còn đường xâm phạm. bằng không trong thời gian ngắn như vậy, đua thủy quân phạt qua không có kết quả mà còn ảnh hưởng đến tài lực của đất nước trước khi chấp chính hoàng thượng từng theo ý mình mà tập kết thủy quân thảo phạt giặc qua, kết quả bị thảm bai. Chu Thập Cửu đang nói tới vụ án nhà mẹ của Hoàng hậu Nương Nương. Lâm Di phản bác, lần đó là vì tham ô nên mới bị thảm bại mà, lần này chưa hẳn sẽ xảy ra bê bối như vậy, chưa kể khi ấy Hoàng thượng vẫn chưa tự mình chấp chính, tình hình triều chính hỗn loạn, không thể so với bây giờ. Ánh mắt Chu Thập Cửu hàm chưa ý cười, hải tặc hành tung bất định, đã vậy còn cấu kết với giặc qua thuyền của bọn chúng lại tốt hơn thuyền quan quân triều chu chúng ta dùng gấp mấy lần. Lâm Di phỏng đoán ý trong lời của Chu Thập Cửu, quận vương gia về phe thảo phạt giặc qua. Chu Thập Cửu nói, đại chu ta từ thời cao tông đến nay, ngoại trừ biên cương thỉnh thoảng xảy ra chiến loạn, phần lớn đều thái bình yên ổn, quan văn dần vượt mặt võ tướng, gia tộc xuất thân nhà võ cũng dần trở thành văn thần, nói tới đây chẳng khẽ nhướng mày nhìn Lâm Di. Nụ cười bên môi càng thêm rõ rệt. Chu Thập Cửu muốn nói tới Trần gia. Đây chính là sự khác nhau giữa quan văn và võ tướng. Lâm Di nói, cha luôn lấy ổn định biên cương làm đầu, tránh gây chiến tranh. Tổ tiên nhân gia xuất thân từ quan văn, nghĩ tới sự lầm than khổ cực của dân chính, đương nhiên cũng không muốn khơi mào chiến tranh. Chu Thập Cửu khẽ cười, chúng ta tranh luận cũng vô ích, còn phải xem ý của thánh thượng thế nào trước khi hoàng thượng tỏ rõ ý mình, tất cả đều chỉ là phỏng đoán không cơ sở. Tội danh mà nhà họ Nhân phạm phải không biết từ đầu ra. Lâm Di ngập ngừng, Nhân gia ở Phúc Kiến có uy tín rất lớn, chắc hẳn triều đình sẽ không tùy tiện định tội. Lâm Di vừa nói vừa ngước lên nhìn Chu Thập Cửu, trong bóng tối dày đặc, Chu Thập Cửu không lên tiếng đáp lời nàng, trái tim Lâm Di dần chìm xuống. Rồi chàng bỗng nói, vậy phải xem Nhân gia đối đáp thế nào trên chính trường chưa bao giờ phân trắng phân đen rõ ràng. Giống như tổ phụ em, không phạm sai lầm gì lớn cũng bị đoạt tước. Triều Đại Chu có không ít huân quý bại trận xong vẫn bảo toàn được tước vị. Trong bóng tối, giọng chàng vừa vang vừa rõ. Chu thập cửu sẽ không vô cớ nhắc tới tổ phụ nàng. Lâm Di cảm thấy trước mắt như hiện ra một bức tranh đang dần rõ nét. Chuyện này rõ ràng không hề đơn giản bằng không Tề Trọng Hiên đã chẳng nóng lòng bảo Tề Tam tiểu thư đưa tin cho nàng, không những cảnh báo nhân gia sắp xảy ra chuyện mà còn dặn nàng cẩn thận đừng để bị liên lụy. Chu thập Cửu nói, "Ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm lần nữa." Lâm Di gật đầu, "Ừm, um, ta cũng sẽ viết thư cho tiên sinh hỏi thăm tình hình bên kia thế nào." Nàng nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng trong đầu đang rối rắm thì khó mà chìm vào giấc ngủ, ai ngờ nàng ngủ rất bình yên. Hôm sau, Chu thập cửu vào chiều từ rất sớm để Trần Hán ở lại Tháp Tùng Lâm Di đến Phủ Quốc Cữu gia. Chưa tới giờ mà trước cổng Phủ Quốc Cữu gia đã náo nhiệt lắm rồi. Dân chúng sống lân cận đều chạy ra hóng chuyện. Cửa chính bỗng đồng đoàn tiếng pháo nổ, Châu gia bắt đầu đưa các Dương hồi môn ra ngoài. Lâm Di đi tới khuê phòng của Tân Nương Châu Lang Huyên vừa tắm rửa xong đang chuẩn bị trang điểm. Trong phòng nha hoàn bà Từ chạy qua chạy lại. Châu Lang Huyên kéo Lâm Di tới ngồi cạnh mình, lúc đó muội cũng chát phấn dày thế này sao? Lâm Di nhìn số phấn son đầy ắp trên bàn, bật cười, ừ, chắc chắc không ít hơn tỷ đâu. Nghe Lâm Di nói vậy Châu Lang Huyên mới yên tâm, để ma ma thoa phấn lên mặt mình, chỉ chớp mắt mà một tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc đã biến thành hợp phản di động, cứ như quay mặt một cái là bột phần sẽ rơi là tả vậy. Trang điểm xong sẽ tới mặc hy phục, tất cả tiểu thư xuất giá đều phải theo trình tự này, sau đó là người làm mai trong gia tộc tới trải đầu cho tân nương. Châu Lang Huyên thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Lâm Di cười bất đắc dĩ. Tân nương mặc hỷ phục xong, ma ma lại tới dặn dò chuyện động phòng, Châu Lạng Huyền ngượng không muốn nghe, củi đầu tìm cách hoãn binh, ma ma mau đi xem đám nha đầu kia đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chưa. Mà mà đành phải nhìn Châu Đại Thái Thái cầu cứu. Châu Đại Thái Thái nói, phải nghe cho kỹ càng không được thiểu điều nào phạm sai cầm hậu quả sẽ khủng khiếp lắm người trong phòng đều nín cười châu lang huyên đành để mama nói tại cần nữa lâm di cũng không nhịn được mà bật cười châu lang huyên buồn bực trách nàng muội con cười sớm biết vậy cúc muội thành thân ta đã đi cười nhạo muội nghe vậy lâm di chợt nhớ tới mấy câu lâm sương dạy nàng về màn động phòng thật sự là một chữ cũng không dùng được có thể thấy chẳng ai giống ai, không thể lấy trường hợp của một người áp đặt cho tất cả, vì vậy nàng cũng chẳng định mách nhỏ này nọ gì cho Châu Lạng Nguyên cả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 163, Mưu. Lúc Chu Thập Cửu và Lâm Di thành thân, cảm xúc có thể nói là lên xuống tựa như con thoi, tuy phong quang vô hạn nhưng trước đó cũng khiến người ta lo lắng hãi hùng cực độ hôm cưới Lâm Chính Thanh và Lâm Phương thì hỗn loạn bung bét, ngược lại đám cưới của Tề Nhị Lang và Châu Lang Huyên lại hết sức bình yên. Hạ nhân liên tục tới cập nhật tình hình, Tề Nhị Lang sắp mở được đại môn của Châu gia rồi. Lâm Di giúp Châu Lang Huyên phủ khăn hồng lên đầu, nói thêm vài câu an ủi rồi đi vào phòng xếp lánh mặt. Đại môn bỗng náo nhiệt ồn ào hơn hẳn, Tân Lang đã vào nhà. Tề Nhị Lang vận hỉ phục đỏ rực, cử chỉ cẩn trọng, trông chững chạc hơn hẳn tuổi. Người châu gia đã sớm nghe nói tân cổ gia vốn là người nghiêm nghị kiệm lời, hôm nay gặp được thì đều rất vừa ý. Tiếng xì xào bàn tán của đám nha hoàn cũng nhỏ dần đi, có nha đầu vì quá hồi hộp nên bất cẩn và phải chậu hoa lan bầy trên bàn. Tiểu nha hoàn nọ sợ hãi kêu khẽ một tiếng, bà từ trong phòng vội vàng đi tới thu dọn, tề trọng hiên quét mắt nhìn thật nhanh, khóe mắt bắt được bên dưới rèm cửa dán chữ hy đỏ chót thông với phòng xếp là một đôi giày thiêu bằng gấm màu hồng tinh xảo và mép váy màu xanh nhạt thiêu hoa lan, nhưng khi y quay đầu nhìn kỹ hơn, sau rèm đã trống không. Chẳng rõ vì sao, một chi tiết tưởng chừng vô thường vô phạt lại khiến lòng tề trọng hiên thắt lại, ít hầu cũng trở nên đắng chát, khó chịu, cảm giác buồn bực, chôn giấu trong lòng càng lúc càng rõ rệt vết sẹo lưu lại từ lúc bị giam trong đại lao hình bộ bắt đầu nóng cháy như bị lửa thiêu. Mong chờ trông móng trước kia thoáng phải biến thành khuất nhục cô đơn, cảm giác như đang ngồi trên cao rồi bỗng chốc bị quẳng xuống bùn dơ. Người đầu tiên thu hút sự chú ý của y, y vốn cho rằng sẽ dắt tay nàng cùng sống cả đời, không ngờ nàng lại giống như công danh, chớp mắt đã vụt khỏi tầm tay. Trải qua bao nhục nhã dày vò, nhiều đến y không thể say giấc, hễ nhắm mắt là lại nghe thấy tiếng quát tra hỏi của cai ngục cho dù ngủ thiếp đi cũng sẽ mơ thấy cảnh tra tấn nghiêm hình tưởng chừng như không thể vượt qua mỗi lần tỉnh giấc thì mồ hôi lạnh lại ướt đẫm người tựa như một giấc mộng dài sau khi thức dậy sẽ khao khát có ai đó bên cạnh nói cho y biết tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi thế nhưng mong ước chỉ là ước mong không có người như thế mọi thứ bên cạnh đều đã thay đổi trong ngày đại hỷ mày vẫn mang cảm giác hốt hoảng hoang mang lúc trước y và người nọ chỉ cách nhau một tấm màn trúc ngẩng đầu lên là có thể thấy được nụ cười tươi đẹp của nàng dẫu chưa từng chính thức gặp mặt nàng cần nào thế nhưng bên người y luôn quanh quẩn hình bóng của nàng khóa lỗ ban túi thơm nàng làm nốt thắt hai muội muội cảm theo thủ pháp học được từ nàng chậu bạc hà trông ở bê cửa sổ trong phòng muội muội luôn có đủ loại mứt hoa quả và đồ ăn vặt Tam muội muội tôi kéo bắt y dậy chơi cờ vì muốn đánh thắng nàng. Ban đầu y không muốn dậy, về sau tại hào hứng, bởi vì bất luận tiến bộ thế nào muội muội vẫn tuôn bại dưới tay nàng. Ý thường nghĩ, có lẽ chính đánh với nàng cũng chưa chắc thắng được. Nàng là đệ tử của nhân ngữ thu, thế nhưng thanh danh của nhân ngữ thu ở Kinh Thành và Phúc Ninh nghe mãi quen tay rồi, so ra thì đệ tử như nàng chẳng bằng được một phần. Mà nàng cũng không theo đuổi danh vọng, có bao nhiêu thông minh và lanh lợi đều dùng vào chuyện sinh hoạt trong nhà cả học hành gian khổ hơn mười mấy năm ai không kỳ vọng bên người có một hồng nhan thấu hiểu biết chia sẻ chứ nhưng có bao nhiêu người được như ý đâu ta muội nói rất đúng huynh muội bọn họ đều không với được tới nàng ông trời thật bất công nếu mối nhân duyên này không thể thành vậy cần gì để y quen biết nàng nếu không phải hai nhà thường xuyên lui tới và có ý kết thân y đã chẳng chú ý đến nàng nhiều như vậy. Tề trọng hiên ăn yêu thực và bánh hợp hôn, xong, hy nương cười nói, đằng trước có thể khai tiệc rồi. Yêu ược, yêu trong yêu sách, một loại bánh nặn bằng bột mì dùng trong lễ cưới trung hoa để thử thách tân lang. Hình dáng bánh giống sùi cảo, một mâm yêu thực thường có đủ loại nhân, có cây nhân ớt rất cay, có cây nhân muối cực kỳ mặn. Nhóm tẩu tử đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của Tân Lang khi ăn trứng cây nhân muối hay nhân ác thì sẽ đắc ý vì kiệt tác của mình. Nếu Tân Lang may mắn, ăn trứng cây nhân thịt thì mọi người sẽ chúc mừng Tân Lang đại phúc đại quý, tương lai sẽ ngũ tử đăng khoa. Bánh hợp hôn, vỏ bánh bằng bột mì, nhân đậu xanh và mỡ lợn trong lễ Tân Lang đến rước dâu. Tân Lang ăn bánh này xong, nhà gái mới chính thức thừa nhận hôn nhân giữa Tân Lang và con gái nhà họ cũng cầu chúc con gái mình tân hôn viên mãn sung túc, tựa như hình tròn của bánh. Châu Đại Thái Thái vội vàng dẫn cô ra ngồi vào vị trí mời rượu, sau lễ kính rượu là tới phiên Châu Lang Huyên lên kiệu hoa. Chờ Tề Trọng Hiên đi ra sân ngoài, Lâm Di mới bước ra khỏi phòng xếp. Châu Lang Huyên ngồi trên giường, nhắc lại chuyện nha hoàn đánh vỡ chậu hoa lan, vừa rồi khiến ta hoàng hồn, cứ tưởng mình đã làm sai chuyện gì. Lâm Di cũng giật nảy mình, xoay người xem xét xung quanh mới biết chi là lo lắng quá độ hi nương tươi cười đi tới lát nữa pháo nổi lên thì nhị tiểu thư phải lên kiệu đấy hi nương vừa dứt lời thì nhị thầm của châu lạng huyên bước vào nhìn lâm di cười báo khang quận vương tới rồi lão thái gia nhà chúng ta mừng đến phát rồ cứ liên tục sai mang thêm rượu ra nếu không phải vì còn phải cưỡi ngựa trở về cô gia nhất định sẽ say bí tỉ ở nhà chúng ta cho mà xem Vừa nói bà vừa hành lễ với Lâm Di. Tiểu lượng của Chu Thập Cửu cao bao nhiêu, Lâm Di hiểu rõ hơn ai hết, nếu thật sự hết lòng uống rượu với vị đó, bảo đảm chưa hay biết gì thì đã ngã trước rồi. Lâm Di bất giác nghĩ tới chuyện Chu Thập Cửu say rượu ở nhà mẹ nàng, có thể khiến tất cả mọi người cho rằng mình đã say, thật sự không hề dễ dàng tí nào. Bên ngoài tề trọng hiên nâng chén mời rượu họ hàng bằng hữu của quốc cựu gia. Quốc cửu gia hôm nay vô cùng vui vẻ, cười lớn đến mang tai, gọi cô ra tới cạnh mình. Tề trọng hiên đi qua, nhìn thấy Khang quận vương cũng ở đây. Khang quận vương mặc trường bào màu xanh ngọc lót lông, vạt áo lật ra để lộ lớp áo gấm màu xanh nhạt mặc bên trong. Quốc cửu gia đang huyên thuyên nói chuyện, tề trọng hiên tiến lên hành lễ, Khang quận vương cười để y đứng dây. Lúc Khang quận vương đưa tay ra, tề trọng hiên nhìn thấy một bên vạt trường bào của khang quận vương có thêu hoa lan trên ống tay áo thêu nốt thắt màu thanh thạch đính ngọc phải có kỹ thuật thêu khéo léo đến cỡ nào mới kết được nốt thắt tinh xảo thế này nhỉ quốc cữu gia cười bảo tề trọng hiên con nhất định phải kính khang quận vương một ly đấy tề trọng hiên tuân theo nâng chén mời rượu quốc cữu gia vừa lòng vuốt dâu ông có ý làm thân với khang quận vương bằng không đã chẳng để con rể đơn độc mời rượu sau khi cô ra kính rượu với trưởng bối phủ quốc cữu bắt đầu đốt pháo hy nương và mọi người đưa châu lang huyên lên kiệu tiếng kèn trống cất vang kiệu chở châu lạng huyên vững vàng được nhấc lên đội ngũ đón dâu chậm rãi lên đường châu đại thái thái nhìn kiệu hoa của con gái càng ngày càng xa khó khăn lắm mới kiếm được nước mắt châu nhị thái thái an ủi tàu tử vài câu rồi đến chào hỏi lâm di quận vương phi bận rộn từ sáng tới giờ nhanh đi nghỉ một chút đi tiệc cho nữ quyền cũng sắp mở màn rồi quận vương phi nhất định phải nể mặt tham dự đấy châu đại thái thái cũng cười nói khang quận vương cũng tới quận vương phi đương nhiên không thể đi rồi nói tới đây bà chợt nhớ đến cúc trần thị tới phủ mình kể về tình cảnh của trần doãn viễn chỉ lâm di thấy hơi mệt mỏi thì có hạ nhân tới báo đại lão gia đã cho người chuẩn bị xe ngựa rồi à khách khứa bắt đầu lục tục ra về châu đại thái thái đưa tiễn lâm di lên xe ngựa Lâm Di vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến giọng của Chu Thập Cửu, áo khoác ngoài của quận Vương Phi đâu. Có tiếng bà Từ trả lời, quất hồng cô nương đã đi lấy rồi à? Lâm Di vén rèm lên nhìn ra ngoài. Chu Thập Cửu oai hùng ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn Lâm Di một cái rồi nhẹ thả lỏng dây cương trong tay, ra lệnh cho người đánh xe, đi thôi. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bên cạnh cũng vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc đều đặn đã có chu thập cửu nên lượt về không cần trần hán đi theo hộ tống nữa trở lại phủ khang quận vương chu thập cửu chờ lâm di xuống xe rồi hai người cùng nhau vào phủ chẳng phải quận vương ra nói không thể tới sao chu thập cửu đáp vừa hay nha môn không có việc gì gấp ta vốn định trở về phòng nghỉ ngơi lại thấy nha hoàn đang sắp đặt lại đồ đạc theo lệnh em nên trong phòng không có chỗ đặt chân quận vương gia có thể sang xương phòng nghỉ tạm quận vương phủ lớn như thế mà không có chỗ cho quận vương ra nghỉ ngơi ư. Chu thập cửu cười nói, không quen. Lâm Di vào phòng xếp giúp Chu thập cửu thay quần áo, vừa đưa tay cởi nút thắt của chàng vừa nói, sao quận vương ra lại mặc áo này, chỉ mới may xong thôi mà, còn chưa thử xem có vừa hay không. Nàng mới làm xong nút thắt ở ống tay áo hôi tối qua thôi. Chu thập cửu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đây là cái áo đầu tiên em làm cho ta, ta vốn chỉ định khoác thử xem thế nào, ai ngờ vừa như in, cho nên mặc luôn. Dù là chuyện gì thì vị này cũng có thể nói vô cùng hợp tình hợp lý, may mà sáng sớm hôm nay nàng đã rút hết kim găm trên áo rồi. Lần sau quận vương ra nên mặc y phục được chuẩn bị sẵn, bằng không ngại bị kim đâm thì thiếp thân có lỗi rồi. Chu thập cử nhuền môi cười, tào phúc mặc áo khoác không vừa liền bị cười nhạo, chưa đến nửa tháng đã có tin đồn phu thê không hòa thuận ta mặc áo này đi dự tiệc, người khác nhìn thấy đều sẽ hâm mộ. Ngộp kép, hâm mộ cái gì, lâm di lầm bẩm phu thê hòa thuận có liên quan gì tới áo quần chứ? Chu thập cừu cười kéo lâm di vào lòng, đặt tay ngang eo nàng, giang bàn tay đo lường, sao lại không liên quan? Nếu là ta cắt may, nhắm mắt lại cũng có thể làm cho Nguyễn Nguyên một bộ váy áo vừa vặn. Nghe vậy lâm di không khỏi tức giận, đẩy tay chu thập cừu, muốn vùng ra, xong lại bị chàng giữ chặt không thoát được. Nguyễn Nguyên, chẳng mấy chốc nữa người nhà họ nhân sẽ vào kinh, tạm thời em khoan hãy viết thư cho nhân ngữ thu tiên sinh. Nghiêm trọng như vậy, đến mức phải vào kinh, Lâm Di quay đầu nhìn Chu Thập Cửu, nhân gia muốn thay dân chúng cầu xin triều đình sao? Xưa này nhân gia không quan tâm chuyện quan tước, lần này vào kinh nhất định là vì chiến sự trên biển. Chu Thập Cửu cúi xuống nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lâm Di, tại sao vợ chàng lại thông minh như vậy chứ? Chu thập cửu nói, nhân gia muốn giúp bá tánh phòng ngừa chiến loạn nên mới lên kinh chờ lệnh. Nhà họ tuy chưa từng vào triều làm quan nhưng lại là nho sĩ nổi danh ở Phúc Kiến. Nếu lòng đã hướng về bá tánh, đương nhiên họ cũng nên lãnh trách nhiệm này. Lâm Di nhìn Chu Thập Cử, quận Vương Gia đã thương lượng xong với người nhà họ nhân rồi. Cho tới bây giờ mọi chuyện ở Phúc Kiến đều nằm trong sự khống chế của Chu Thập Cửu. Vị này không có khả năng không hay biết gì về diễn biến ở đó. Chu Thập Cửu nắm tay Lâm Di, "Không có. Chuyện này đến cùng là thế nào, cả ta cũng không rõ." Lâm Dị cúi đầu, trước đó Chu Thập Cửu đã nói rất rõ rằng nhà họ Nhân ủng hộ chính sách cấm biển, còn Chu Thập Cửu về phe chủ chiến, Chu Thập Cửu đi từng bước để đến được ngày hôm nay, không thể nào có chuyện tính sai. "Ta sẽ tận lực bảo vệ nhân gia." Chu Thập Cửu mỉm cười, im lặng cho đến khi Lâm Di lại ngẩng đầu lên mới nói, tại sao Nguyễn Nguyên không tin ta một lần? Lâm Di im lặng, chớp chớp đôi mắt đen long lanh của mình, hồi câu sau mới lên tiếng, nếu nhân ngữ thu tiên sinh cũng vào kinh, vậy ta muốn gặp người. Chu thập cửu cười nói, đó là tất nhiên, sự đổ vốn nên như thế, ta và công tử nhà họ nhân cũng có qua lại, ta sẽ nhân tiện mời cậu ấy tới nhà làm khách luôn. Chương 164, tức chết từ khi khang quận vương cưới trần thị chu đại thái thái chân thị chưa bao giờ vui vẻ thế này xe ngựa dừng lại trước cổng phủ khang quận vương chân thị tươi cười bước xuống đi tới nhị tiến viện chào lâm di trước nhìn thấy bức thêu trong tay lâm di chân thị hỏi đây là lễ vật mừng thọ của hoàng hậu nương nương à lâm di không nhìn thâm ý trong ánh mắt của chân thị mà nhận lấy chỉ màu từ tay quất hồng cũng không có gì khác để tặng nàng mỉm cười hỏi ngược lại đại tàu chuẩn bị gì tặng thê? Trần Thị đúng là biết hưởng thủ, ngồi trên giường gỗ khắc cảnh kỳ lân tranh mẫu đơn, trên bàn thấp bên cạnh là địa sứ kha dao, mất hoa quả trong đĩa không giống loại mua bên ngoài, cạnh đó còn có sẵn chiếc xăm nhỏ bằng bạc, nhàn nhã như đang ở nhà. Người không biết sẽ cho rằng Trần Thị là tiểu thư nhà huân quý chính hiệu. Đĩa sứ kha dao, loại đĩa bằng sứ xanh được đúc thành hình sau cánh, lòng cạn trần thị che miệng cười ta đâu giống như lão tam hôm qua lão gia nhà ta đã cho người mua về một bồn cây cảnh bằng bảo thạch hoa văn của khối sinh thạch đính trên bồn nhìn qua trông khá giống chữ thọ đây đúng là thọ lễ thường thấy tới hôm đó không biết cảnh nhân cũng sẽ nhận được bao nhiêu bồn cây cảnh giống vậy nữa lâm di nói lễ vật của đại tẩu mà tầm thường thì của ta càng không đáng nói tới đâu giống nhau trần thị hâm mộ nhìn ngón tay thoăn thoát của lâm di có được mấy người biết thiêu loại tua rua này chứ? Vừa nói thì vừa dướn cổ nhìn kỹ hơn, chẳng những thiêu hoa cỏ mà còn thiêu chữ, đây. Là thơ đệ muội là mà, Lâm Di bật cười, đại tẩu nhìn lầm rồi, đây, à thơ của đô thị thời Thái Tổ, ta chỉ theo đó thiêu lại thôi. Trần Thị vẫn khen Lâm Di không dứt lời, vẫn phải khen chữ viết tốt này, không hổ là xuất thân nhà huân quý về sau nên bảo tam tỷ và tứ tự học hỏi muội nhiều hơn. Nói tới đây thì lại tỏ ra quan tâm, không phải ta cảm giảm chứ. Tuy muội còn trẻ, những ngôi quá lâu cũng không tốt, và không nên theo thùa vào ban đêm, coi chừng hỏng mặt. Lâm Di Nguyễn cười nói, trong phòng cũng không chữ nhiều kim chi, ban đêm muội chỉ tìm quản sự tới nghe báo cáo thôi. Bây giờ quận vương ra thức dậy rất sớm, nên giờ làm việc và nghỉ ngơi trong phủ cũng thay đổi theo nếu chân thị muốn tới tỏ vẻ chị dâu tốt vậy nàng cũng thừa cơ hội nói luôn để tránh ban đêm chân thị lấy cớ không kịp chuẩn bị xe trở về trước giờ cài chốt của rồi ở lại phu mà một khi hứng thú giảm bớt thì ta cũng mau nói thẳng vào vấn đề chính hơn quả nhiên chân thị tỏ vẻ bất ngờ quất hồng tới đổi trà nóng chân thị bưng chén lên uống một hớp rồi đặt lại xuống bàn lần này ta tới là có chuyện muốn nhờ quận vương phi mấy tỷ muội nhà ta muốn tìm nữ tiên sinh, trưởng bối ở tôn thất doanh vừa ý được vài người, song vẫn còn chờ chúng ta chọn lại. Mọi người nhớ lúc trước quận Vương Phi cũng từng mời tiên sinh dạy học, cho nên nhờ ta tới hỏi ý kiến quận Vương Phi. Xem chừng chuyện của nhân gia đã lan truyền ra ngoài rồi, cho nên chân thị mới trăm phương nghìn kế nhắc khéo tới quan hệ giữa nàng và nhà họ nhấn. Lâm gì tỏ ra ngỡ ngàng vì được xem trọng quá mức, như vậy sao được? vừa nói nàng vừa khoát tay đại tẩu đừng đẩy ta ra trong nhà nhiều trưởng bối như vậy nào đến phiên tiểu bối chúng ta chứ ngộ nhỡ chọn sai ta sẽ là tội đồ đây thẳng thừng từ chối ngay tại còn nói vô cùng đúng tình đúng lý không bắt bè được điểm nào chân thị cười nói muội nói gì vậy nào có nghiêm trọng như thế sao lại không nghiêm trọng chứ lâm di gần như có thể nhìn ra sự gian trả trong mắt chân thị giáo dưỡng tiểu thư đâu phải là chuyện có thể coi thường nhất là con gái nhà tôn thất sai một bước liền liên lụy tới cả nhà ta nhỏ tỏi còn phải theo trường bồi học hỏi đấy cho dù có cơ hội cũng nên đứng ngoài quan sát tích lũy kinh nghiệm để về sau có thể dùng tới ý trong lời là bây giờ nàng chưa có con cái đương nhiên không có kinh nghiệm giáo dưỡng từng câu từng chữ đều chẳng có chỗ nào sơ hở mềm hay cứng đều không ăn An ủi duy nhất là cho dù có thoái thác, Trần Thị cũng không thể xóa được sự thật là mình có quan hệ với nhân gia. Trần Thị thở dài, như vậy vẫn phải làm phiền trưởng bối rồi. Lần này đến phiên Lâm Di che miệng cười, đó là tất nhiên, nhà có người lớn tuổi như có bảo vật mà loại chuyện này hiển nhiên phải mời trưởng bối làm chủ rồi. Trần Thị ngồi thêm một lúc, sau đó đứng dậy cười nói: Ta đi thăm mẫu thân một chút cùng mama đưa chân thị ra ngoài rồi trở về, đại thái thái như vậy là sao nhỉ? Nói câu nào cũng đầy ẩn ý, đến cùng mama cũng nghe ra được, xem ra chuyện nhân gia ầm ĩ lắm rồi. Lâm Di cục mắt nhìn xuống, thấp giọng dặn cùng mama, "Mama hãy trở về bảo cha ta hỏi thăm về tình hình của nhân gia ở Phúc Ninh." Cùng mama nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, đúng là đã xảy ra chuyện rồi. Chân thị đi tới phòng Chu lão phu nhân, cười nói xem ra quận vương phi của chúng ta vẫn chưa hay biết gì chu lão phu nhân từ tốn nói bên chúng ta cũng chỉ mới nghe được thôi gia đình quận vương phi rời phúc ninh đã lâu đương nhiên không biết trần thị vẫn giữ nụ cười trên môi song lẫn trong nụ cười là vẻ không cam lòng nếu chuyện này ầm ĩ sớm hơn một chút trần gia chưa chắc đã lấy lại được tước vị Chuyện Quảng Bình Hầu bị mất trước có liên quan đến sự kiện nhà mẹ Hoàng hậu chôn vùi thủy quân Phúc Kiến dưới tay giặc cũng chỉ mới lộ ra gần đây. Bây giờ thành quốc công chết rồi, thống lĩnh thủy quân của Đại Chu vốn là vấn đề mẫn cảm, chưa kể tước vị Quảng Bình Hầu lại có thể trở về với Trần Gia. Tuy chuyện thứ hai không tính là lớn lao gì, bởi vì kể từ khi kế vị, Hoàng thượng đã liên tiếp tra bằng thiết lại cho nhiều nhà. Nhưng văn võ bá quan có ai không phải là hạng sói đời đâu. Mưu sĩ và phụ tá bên người hoàng thượng lại cố gắng tìm tòi, cuối cùng cũng ngộ ra được vài ly lẽ qua hành động của hoàng thượng, thế là liền lật lại chuyện liên quan tới thủy quân lúc hoàng thượng còn chưa tự mình chấp chính. Kết quả thì ra hai chuyện này có liên quan với nhau. Trần Thị nói, thảo nào Trần gia lại lớn gan đến thế, nói không chừng đã nhìn ra cơ hội được trả tước từ trước rồi vụ án của thành quốc công lớn như vậy, nếu không có cơ sở, làm sao một quan nhỏ như Trần Doãn Viễn dám vào kinh phá án chứ? Có trách thì phải trách tầm nhìn của đám đông hạn hẹp, nếu bọn họ sớm lường được ngày hôm nay, Khang quận vương làm gì có cơ hội làm thân với Trần Gia rồi cưới Trần Thị chứ? Nhiều người cắn chặt lấy vụ án thành quốc công như vậy mà. Nhất định là sau khi xảy ra chuyện mọi người mới vỡ lẽ, thì gia hoàng thượng đã sớm để mắt đến chuyện thủy quân rồi đây giống như một đầu dây thừng thông thẳng lên trời ai bắt chúng thì sẽ được thăng quan tiến tước trần thị nhìn về phía chu lão phu nhân mẫu thân người nói xem khang quận vương có biết mấy chuyện này không trên đời có ai có bản lĩnh vậy sao nhìn thấu mọi thứ qua mặt tất cả mọi người để tự trải gấm cho tiến độ của mình qua nhiều năm như vậy bọn họ cùng ăn chung một bàn vậy mà cũng không nhìn ra được chốt đầu mối nào chu lão phu nhân nhìn con dâu không nói gì. Trần Thị mím môi. Nếu trước đó không biết gì hết thì thật sự quá may mắn rồi. Vậy về sau chúng ta cứ phải nhìn Quận Vương gia liên tục vất lên ư? Chù Lão phu nhân nhìn chậu mẫu đơn trên bàn, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm. Cô nói nghe đơn giản lắm. Quận Vương gia đi đến được ngày hôm nay cũng đâu dễ dàng gì. Hiện giờ văn võ bá quan đều đã nếm mùi hết rồi. Về sau e rằng sẽ càng cẩn trọng hơn. Nhà họ Ngân và Quận Vương gia đi lại thân thiết nhân ngữ thu lại là tiên sinh của trần thị bây giờ nhân ra một mực phản đối xây dựng thủy quân phạt oa cô cho rằng văn võ bá quan sẽ có bao nhiêu người về phe chủ chiến trần thị mờ to cả hai mắt mẫu thân người muốn nói quận vương gia về phe chủ chiến không chủ chiến thì còn làm võ tướng làm gì nữa lúc trước thành quốc công khăng khăng trụ ở duyên hải phòng ngự hoàng thượng liền không hề do dự trừ khử ông ta giờ còn có ý định lật lại chuyện cũ mà chuyện cũ còn gì khác ngoài việc lập thủy quân phạt ma đầu khang quận vương là quan võ hoàng thượng mới để bạt vô cùng được lòng người hoàng thượng muốn làm gì khang quận vương sao có thể không ủng hộ cơ chứ bởi vì hoàng thượng chính là chỗ dựa duy nhất đối với khang quận vương hoàng thượng như sợi dây thừng buộc mạng không dùng sức lôi kéo thì sẽ ngã chết là chủ chiến hay chủ hòa còn cần đoán hay sao trần thị nói Thế chẳng phải mệt rồi ư? Người bên cạnh đều không ủng hộ quận vương gia, Trần thị bị kẹp ở giữa khó xử rồi con gì? Thị dừng một thoáng, mẫu thân lợi hại thật, đã sớm lường trước tình huống này. Bằng không thì làm sao vài ngày trước, Chu lão phu nhân lại bỗng nói quận vương gia và Trần thị thế nào cũng có xích mích chứ? Chu lão phu nhân khép hờ mắt, không phải ta nhìn ra, dựa theo tính tình của quận vương gia mà đoán thôi. Chu Nguyễn Triệt là người âm hiểm tàn nhẫn. Trần Thị cho rằng bản thân đã bám được vào cây ngô đồng cao quý, nhưng lại không biết đây chính là một gốc cây ăn thịt người. Nếu bản thân khờ khạo mốc nghếch thì thôi không nói. Nhưng Trần Thị lại là người không dùng được hạt cát trong mặt, cho nên ta mới nói quá thông minh cũng chẳng phải là chuyện gì hay. Từ xưa đến nay, nào có ai quá thông minh mà được kết cuộc tốt đâu. Cộng tới giờ uống thuốc của Chu lão thái gia, Trần Thị đi sai người lấy thuốc chu lão phu nhân để người dìu mình vào trong xem chu lão thái gia chu lão thái gia nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền chu lão phu nhân cho họ nhận ra ngoài hết chờ trong phòng không còn ai mới nhỏ giọng nói lão gia nghe được hết rồi chứ thân thể gầy gò dưới chắn bắt đầu run bần bật chu lão phu nhân nhếch môi cười khẽ con mình không thương lại đi thương thằng con hoang kia giấu giếm ta tiêu tốn tiền bạc trong nhà chỉ để đưa huynh đệ và thằng con hoang kia về nếu lão già không phung phí số bạc đó, tiền đồ của hai đứa con trai chúng ta hẳn đã chẳng chỉ như bây giờ. Ta gả cho ông nhiều năm như vậy, vất vả quản gia, còn sinh cho ông bốn người con, vậy mà ông lại nhẫn tâm đòi bỏ ta. Nếu là vì ta phạm vào thất suất, ta cũng không có gì để nói, đằng này lại là vì tiện nhân kia. Nói đến đây, ánh mắt bà ta bỗng trở nên dữ tợn, giờ thì sao, còn ai ngoài ta hầu hạ ông nữa dứt lời chu lão phu nhân đứng dậy trở về giường minh nằm mắt vẫn nhìn thân hình chốc chốc lại run rẩy dưới chắn kia một lúc sau chân thị từ bên ngoài vào xem chu lão thái gia chu lão phu nhân lẳng lặng lần phật châu cách đó không xa truyền đến tiếng kêu của chân thị thân ma ma mau gọi người vào đây hầu hạ lão thái gia không thể kiềm chế bài tiết trên giường rồi chu lão phu nhân nghe vậy liền mở to mắt ra lo lắng chống người ngồi dậy trần thị vội vàng tại đỡ chu lão phu nhân mẫu thân đừng cuống bên kia có hạ nhân hầu hạ rồi mẫu thân cử nghỉ ngơi đi mẫu thân mà ngã xuống thì cái nhà này biết làm sao bây giờ nghe vậy chu lão phu nhân mới thở dài nằm xuống trở lại trần thị và chu lão phu nhân đang nói chuyện chu nguyễn quý và chu nhị thái thái quách thị cùng nhau vào phòng nhìn hạ nhân trong phòng cuống cuồng chu nguyễn quý thả bình côn trùng trong tay xuống chạy vào xem chu lão thái gia chu lão thái gia nhìn thấy con trai thì khẽ rẫy ruộng như có lời muốn nói vừa bưu liên tục vừa nhìn về phía chu lão phu nhân chu lão phu nhân vẫn tỏ ra không yên còng để chân thị và quách thị đỡ mình tới trước giường chu lão thái gia nắm tay ông dỗ dành được rồi được rồi thu dọn xong ngay ấy mà nói tới đây khóe mắt bà ta hơi ướt không biết bao giờ bệnh của ông mới có thể khá hơn đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 165, bị bỏng. Tay Chu lão thái gia run rẩy, bình côn trùng trên bàn phát ra âm thanh dế gáy như đáp lại tiếng bước chân tới lui lộn xộn và tiếng nghẹn ngào nén từ họng Chu lão phu nhân. Bên tại Chu lão thái gia là tiếng khay sắt va chạm vào nhau, con dâu liếc nhìn ông bằng ánh mắt ủy oải phiền chán rồi quay sang bắt đầu nhỏ nhẹ với lão thê của ông. Nhiều năm như thế đã không dễ dàng gì, thuốc nào có thể uống đều đã uống. Có thể mời bao nhiêu làng chung đều mời tới cả nhà đã tốn biết bao nhiêu vào tiền thuốc. Mẫu thơ lân lại vất vả chăm nom ngày đêm, hết câu này đến câu khác, mãi không dừng. Chù lão thái gia khó khăn nhìn sang mặt con trai, con trai nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng ở trên bình dị nghe tiếng để gáy hăng say, cuối cùng không nhịn được trụ môi huyết một tiếng sáo hùa theo. Chu lão thái gia chỉ cảm thấy ngực càng lúc càng nặng, cuối cùng không chịu nổi khục một tiếng, tròng mắt trợn ngược, tay dụ xuống. Chu nhị thái thái quách thị nhìn thấy trước tiên, lập tức kêu lên, mẫu thân, nhanh, lão thái gia bị nghẹt đờm mất rồi. Trong phòng lập tức hỗn loạn, Chu lão phu nhân vội vàng bảo thân ma ma, lấy thuốc, lấy thuốc mau lên hết đào thuốc rồi tới đốt thuốc hồi lâu sau chu lão thái gia thở ra một hơi thấy vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm chu lão phu nhân nghe tiếng để kêu ra giả mà phiền lòng cau mày nhìn chu nguyễn quý mang bình dị của con ra ngoài đi chu nguyễn quý đánh mắt nhìn bà tử đứng cạnh bình đế bà tử nọ liền ôm cái bình lui ra trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại lâm di nghe nói chu lão thái gia chờ bệnh thì vội vã dẫn cùng ma ma đến thăm viếng lão thái gia nằm trên giường sắc mặt vàng như nến lồng ngực nâm lên hạ xuống tuy yếu ớt nhưng cũng được xem là thông thuận đều đặn sau khi lang trung đến xem qua thay đổi đơn thuốc xong tất cả mọi người mới nhẹ nhõm may nhờ phát hiện sớm mới không có chuyện gì nghiêm trọng chu lão phu nhân giữ lâm di nói chuyện một lát thấy trời đã xế Lâm Di đi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, Quách Thị cũng đi theo hỗ trợ. Chu Nguyễn Quý nóng lòng muốn đi thăm đề của mình thì bị Chu lão phu nhân gọi lại gian dây. Quách Thị đi theo Lâm đi mà trông hơi không vui, ngượng ngùng nói, lão gia bị mắng cũng đáng, đầu thể cả đời đều dính chặt lấy bình để giống mấy người kia, về sau phải làm sao? Phu quân của họ không phải là huynh đệ ruột, mà cho dù là huynh đệ ruột thì giữa chị em dâu cũng không tiện nói nhiều, cho nên lâm di chỉ cười chứ chẳng nói gì xong quách thị cũng không cù nhây ở đề tài này nhanh chóng chuyển sang hỏi lâm di định làm món gì cho bữa tối hai người vừa nói vừa đi tới nhà bếp quách thị dặn dò nữ đầu bếp chuẩn bị vài món theo ý mình mấy vị thuốc mới cho chu lão thái gia cũng vừa vặn được mua về tới quách thị liền cầm lấy đi sắc bên này lâm di cũng vừa quyết định xong thực đơn sai người ngâm gạo nếp giã hạnh nhân đường hoa quế và hạt vừng làm trà hạnh nhân, sau đó bảo nữ đầu bếp lấy ẩm đồng đun nước sôi chuẩn bị hãm trà. Trong bếp đang bận bịu liền tay, bỗng có nữ đầu bếp nói, trong bếp có để chạy vào, kêu ca buổi rồi, cũng không biết đang trốn trong góc nào. Mọi người đều bật cười, mau gọi nhị lão ra đến xem thử, nói không chừng có thể bán được giá cao đấy. Nữ đầu bếp nói, đúng là mê tiền đến điên rồi không sợ chủ nhân nghe xong tưởng dưới đất chỗ nào cũng có thể nhặt được vàng sao. Bà vừa dứt lời, chập, lại kêu nữa rồi, đúng là có để thật. Lâm Di tự tay phối nguyên liệu làm trà hạnh nhân, nước trong ẩm đồng cũng vừa sôi, đang định bảo nha hoàn hãm trà thì ngoài cửa có bà tử vào thưa, quận vương ra tới à. Quân tử tránh xa nhà bếp, nam giới nhà khác đều không đặt chân tới gần bếp. Lâm Di đặt đồ trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu đã thay y phục mặc nhà, nom vô cùng nhàn nhã. Quân vương ra chờ một lát, ta sẽ ra ngay. Lâm Di vừa nói vừa chỉ huy tiểu nha hoàn đồ nước trong âm đồng ra để hãm trà. Ấm đồng do nội vụ phủ chế tạo có kích cỡ lớn hơn bình thường một chút, mặt ngoài chạm trổ, nắp ấm trang trí hoa văn hình rơi, nhìn từ xa trông vô cùng khí thể, chẳng qua vì khá to nên đổ nước hơi khó nữ đầu bếp và nha hoàn giúp việc phải mất hai ngày để tuyển ra một nha đầu chắc tay châm trà lâm di lùi về đằng sau một bước để nha đầu đổ nước sôi vào chén chén này đấy liền chuyển sang chén khác không đứt đoạn người trong phòng thấy mới lạ đều đổ dồn mắt nhìn nữ đầu bếp cũng lau tay vào tạp đề từ tốn đi sang góp vui mọi người đang hết sức chăm chú bên tai bỗng vang lên tiếng kêu hốt hoảng không được dẫm đại tướng quân trị giá một nghìn lượng bạc đấy. Đồ đi nhỏ, người phát điên rồi à? Ôi ra, nhà bếp vốn yên tĩnh chợt ồn ào hẳn lên. Nhà đầu đang châm nước bị quát ngừng lại đột ngột, không khỏi khẽ run rẩy, mắt hoa lên, ấm nước nóng lập tức tuột khỏi tay. Tất cả mọi người hốt hoảng, tiểu nhà đầu muốn chụp lại mà không kịp, ấm nước rơi xuống đất. Nước sôi bắn trúng chân lâm di trước tiên, nàng còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt bỗng xuất hiện một người chắn ngang, số nước sôi văng về phía này đều bắn vào lớp áo choàng màu xanh ngọc. Ngay sau đó, cổ tay nàng liền bị tóm chặt, chỉ nháy mắt đã bị ôm bồng lên đặt xuống trên ghế con, trơ mắt nhìn giày thêu bị cởi ra. Trên mờ u bàn chân có vài vết đỏ, bây giờ nàng mới thấy hơi nóng rát. Chu thập cửu ra lệnh, mau đi lấy cao chữa bỏng và giày vớ mới tới cho quận vương phi. Quất hồng mở to mắt nhìn chằm chằm cánh tay khang quận vương. Lâm gì cũng nhìn sang, ống tay áo chu thập cửu đang bốc lên khi nóng. Ta không sao, lâm gì ngắt lời chu thập cửu rồi bảo quất hồng, nhanh đi lấy thuốc mỡ tới. Vừa nói nàng vừa đoạt lại giày thêu trong tay chu thập cửu, trên chân ta chi bị dính hai giọt mà thôi, cánh tay của quận vương ra mới bị bỏng nặng kia. Chu thập cửu không chịu trả giày cho nàng, chờ nha hoàn mang giày mới tới rồi hãng mang vào lầm gì nhíu mày đứng dậy may mà bạch thược phản ứng nhanh kéo ghế con bên cạnh để nàng dẫm lên trước khi chân chạm đất nhà bếp trở nên bận rộn nữ đầu bếp chỉ huy nha hoàn đi lấy nước lạnh bà từ vừa xông vào bắt để lắp bắp đấy ơ ờ, quận vương gia là dế của nhị lão gia a còn chưa nói hết câu bà ta bỗng thấy bụng đau nhói sau đó người bị đạp bay ra ngoài chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng dỉ máu. Lâm gì không rảnh nhìn Chu Thập Cửu đạp bay bà tử nọ, vội vàng cởi nút thắt cái áo của Chu Thập Cửu. Song hôm nay trường bào của Chu Thập Cửu như muốn đổi trọi với nàng, không nghe lời giống thường ngày, cho nên mãi nàng mới cởi nó ra được, áo lót bên trong dính sát vào người, bị nước thầm trở nên trong suốt, để lộ rõ làn da ửng đỏ. Bị nước nóng như vậy văng trắng, là ai cũng sẽ bị bỏng thôi. Bạch Thược xua hại nhân trong nhà bếp ra ngoài, chỉ để nha hoàn bình thường hầu hạ hai vợ chồng ở lại giúp đỡ. Vẫn để nguyên áo lót ở đó không cởi, Lâm Di nhúng khăn vào nước lạnh, đắp lên chỗ bỏng rồi mới hít vào, ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cừ. Chu Thập Cừ nhìn lại nàng, "Ta không sao, mau xem chân em thế nào rồi." Quất hồng hồn hiền chạy vào, lấy hộp thuốc mỡ ra, Lâm Di vội vàng muốn bôi thuốc cho Chu Thập Cừ. Chu thập cửu đưa tay lấy áo choàng sạch trong tay quất hồng khoác vào, lưu loát cài lại thắt lưng rồi bể lâm di lên, đi chuẩn bị nước lạnh. Nhận được mệnh lệnh của quận vương gia, quất hồng lại nhanh chóng chạy đi. Tựa trong lòng chu thập cửu, lâm di nhíu mày bảo, quận vương gia mau thả ta xuống, như vậy còn ra. Chu thập cửu khoan thai mỉm cười, Nguyễn Nguyên, em động trúng chỗ bỏng của ta đấy. Lâm di lập tức rụt tay về vừa rồi còn nói không sao, bây giờ lại bảo đau, mà nàng đã động vào đầu, nàng thậm chí còn không biết vị trí bị bỏng ở đâu nữa là. Dọc đường trở về nhị tiến viện, chu thập cửu đặt Lâm Di xuống giường đệm, đưa tay cởi với chân của Lâm Di, quất hồng bưng nước lạnh tới, Lâm Di bèn cho chân vào chậu. Nàng luôn nói không lại chu thập cửu, bây giờ từ chối chỉ tổ thiệt thân, thẳng thắn thuận theo cho rồi. Nước lạnh nhanh chóng xoa dịu cảm giác nóng rát, khiến người ta khó chống lại sự thoải mái do nó mang lại. Không phải lo chân nữa, Lâm Di đưa tay cởi ngoại bào của Chu Thập Cửu ra, thuần thục bôi thuốc mỡ lên chỗ bong. Có đau không? Đau, nụ cười trên mặt Chu Thập Cửu vẫn không thay đổi, mắt cũng không nháy cái nào. Thật sự khiến người ta giờ khóc giờ cười, nói đau mà vẫn cười tươi roi rói như vậy. Lâm Di ngồi xuống giường, Quất Hồng cầm khăn mềm định tiến tới lau chân cho nàng, Chu Thập Cửu lại đoạt lấy cái khăn. Quất Hồng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn quận vương ra đặt chân quận vương phi lên đầu gối, dùng khăn lau sạch sẽ rồi thuần thục bồi thuốc mỡ lên chỗ bỏng. Quất Hồng cẳng lặng bưng chậu nước tôi ra, Bạch Thược cũng lặng lặng đóng cửa lại. Bà Từ chịu trách nhiệm nuôi dế cho Chu Nguyễn Quý vốn là nhũ mẫu của gã. Đồng ma ma, bà ta ỉ vào việc chu nguyễn quy uống sữa của mình cộng thêm khả năng nuôi để mắt tay cho nên bình thường ngay cả quách thị cũng dám chống đối nghe nói đồng ma ma xông vào nhà bếp làm loạn mặt quách thị biến sắc con dâu đã dặn đi dặn lại với đồng ma ma rằng tới phủ khang quận vương không được đi lung tung ai ngờ ngộp kép chu lão phu nhân nhíu mày bảo người hầu hạ mình thay quần áo chuẩn bị sang nhị tiến viện xem quách thị hỏi thăm đan quế chi tiết diễn biến quận vương làm trả hạnh nhân nha hoàn đang dùng ẩm đồng nội vụ phủ đưa tới châm nước đồng ma ma tại sông vào tìm gì, làm nha hoàn đó giật nảy mình ấm nước bị rơi nước sôi bắn về phía quận vương phi nhưng quận vương gia đưa tay ra chán kịp cúc nghe đến đó quách thị sợ hãi bụng miệng tại đàn quế nói tiếp kết quả quận vương gia bị bỏng cánh tay và bả vai chân quận vương phi cũng bị rộp nhẹ đồng ma ma định tiến lên phân bua tiền bị quân vương gia đạp bay ra ngoài quách thị càng nghe càng kinh hoàng nói vậy tức là cả quận vương gia và quận vương phi đều bị bỏng bị nước vừa sôi bắn chúng sẽ ra sao không cần suy nghĩ cũng biết quách thị sợ hãi nhìn chu lão phu nhân mẫu thân phải làm sao bây giờ phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn